qua 6 lần điều chỉnh bổ sung, hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên đạt kỷ lục trên 68.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên đã giao tại nghị quyết số 434 kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2023 là trên 54.600 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 21 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có nghị quyết bổ sung thêm hơn 13.500 tỷ đồng nguồn vốn cấp tỉnh quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó gồm hơn 3.000 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2023, hơn 10.500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hơn 26 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sổ số kiến thiết. Như vậy đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh Hưng Yên là gần 68.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 3,2 lần so với kế hoạch vốn gần 21.000 tỷ đồng ở đầu nhiệm kỳ. Trong đó, số vốn chưa phân bổ là trên 13.600 tỷ đồng. Phần lớn, nguồn vốn này sẽ được bố trí cho các dự án giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.